Rồi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với TFV. Ở trong video này mình xin giới thiệu với mọi người về chiếc xe nâng của thương hiệu Toyota nhé. Đây là một chiếc xe nâng lít chắc, hay còn gọi là xe nâng điện đứng lái á. Chúng ta cùng xem một chút về các cái chi tiết bộ phận của xe nhé. Đây là bộ phận giá nâng trước này. Giá nâng của nó, các bạn có thể thấy chiếc xe này giá nâng của nó được thiết kế rất là chắc chắn. Cái khung giá lưng này của nó rất là to này, tròn nhá. Nó khác với chiếc xe khác. Còn một loại giá lưng nữa là nó thiết kế theo hình nó là một khung sắt dẹp ấy. Nhưng đây là nó được đúc thành một cái sắt tròn này. Như này nó sẽ chắc hơn ấy. Đó, đây là bộ phận giá lưng. Giá này của nó thiết kế được rất là cao, tầm 1 mét. Chiều cao của nó, chiều cao của giá lưng tầm 1 mét. Thật dài đấy. Đây là càng nâng này. Càng nâng của nó là càng tiêu chuẩn. Càng nâng đây là chiếc xe này đang được lắp thêm một bộ phận nữa, đó là side shift nhé. Khi lắp side shift trên một chiếc xe nâng điện đứng lái thì cái việc mà sắp xếp di chuyển hàng hóa, nhất là trong những nhà kho mà có diện tích lối đi hẹp ý, hoặc là trong những nhà kho mà có xếp hàng lên giá hay là lên cái kệ xếp hàng ấy, thì chiếc xe này rất là tiện dụng này, có dễ sử dụng nữa. Bộ phận nữa đó là xi lanh giữa. Thường thường thì những chiếc xe có xi lanh giữa này có thể hoạt động ở trong container để nâng hạ và xếp hàng hóa trong container nhé. Chiếc xe này thì sử dụng khung 3 tầng. Khung 3 tầng nâng ạ. Khung 3 tầng nâng hay có thể gọi là khung đây là khung FSB nhá. Khung FSB ạ. Chiều cao nâng của khung nâng này là 4m3. 4300mm. Đây là khung nâng này. Khung nâng của nó được thiết kế hình chữ C nhá. Giúp cho con lăn nâng hạ hàng hóa theo phong thẳng đứng, theo chiều cao cột dọc của khung nâng trở lên dễ dàng hơn, và nó sẽ không bị ví dụ như là không bị trơn hoặc là trượt hoặc là đổ hàng hóa nhé. Ở đây là con lăn đẹp. Tiếp theo là bánh trước của nó này. Bánh trước của nó là bánh tải. Tất cả cái bộ phận này, tất cả cái bộ phận này từ đầu này cho đến cái phần này, nó có thể được gọi là cái chân trụ ấy. Cái chân trụ thì chúng ta có thể hiểu như thế, bởi vì là khi chúng ta nâng hàng hóa mà giữ hàng hóa ở một cái độ cao nhất định ý, thì tác dụng của cái chân này này, nó sẽ giữ cho cái hàng hóa đấy được thăng bằng và chắc chắn hơn. Nó sẽ không, kiểu dạng như là nó sẽ không lung lay ý, không bị lung lay hàng hóa ý. Rồi nhá, tiếp theo là chất liệu bánh xe của chiếc xe này được làm từ bánh PU nhé. PU là một loại bánh chuyên dùng, nó được sản xuất để làm bánh của xe nâng hàng ấy. Chất liệu rất là chắc chắn và mềm. Đây là bình điện này, bình điện và cái dây thủy lực. Chiếc xe này thì đang sử dụng bình điện 48V. Đây là thông số của bình điện này. Bình điện 48V nhé. Có cả số model. Đây là bình GS USA. Tiếp theo tìm hiểu một chút về hệ thống cabin, hệ thống lái, bộ phận khoang máy động cơ này. Chiếc xe này vẫn còn rất là mới nhé. Đây là chúng ta cùng xem một chút về các cái bộ phận ở bên trong xe này. Các cái hệ thống. Bánh răng này. Và cả bánh xe này. Bánh PU đây ạ. Đây là bánh lái nhé các bạn nhé. Nó được kết nối trực tiếp với vô lăng, với tay lái. Đây là cái cần
kết nối trực tiếp với vô lăng này. Đó. Đó, trên này vô lăng của xe đây ạ. Vô lăng của xe đây ạ. Và đây là các cái cần điều khiển này. Cần điều khiển của xe này, ở trên cần thì nó cũng được ký hiệu những cái chức năng của cần này, được khắc những cái chức năng của cần này. Khi chúng ta sử dụng cần này thì chúng ta chỉ cần nhìn vào cái ký hiệu này thôi thì chúng ta sẽ biết được ở đâu là sẽ biết được cái chức năng cái cần này có tác dụng là để làm gì, nâng hạ hoặc là di chuyển hoặc là sử dụng sai ship hay là như thế nào đó. Và đây là nút dừng khẩn cấp này, còi này, xi nhan này, đèn xe này. Và đây là màn hình hiển thị nhá. Màn hình hiển thị, hiển thị rất là rõ về các cái thông số, số giờ hoạt động cũng như là pin hoặc là các cái thông số của xe này. Model, bảng model. Chiếc xe này thì được sản xuất vào tháng 10 năm 2011 nhé. Chiều cao nâng của nó là 4.300mm này. Tại tâm nâng 500 thì có thể nâng được 1.900 cân. Tâm nâng 600 thì có thể nâng được 1.680 cân. Và tâm nâng 1.000mm thì có thể nâng được 1.140 cân nhé. Ở đây tất cả đều đã có thông số rõ ràng rồi, nên là các bạn hãy dựa vào cái bảng thông số này để nâng hạ hàng hóa sao cho phù hợp nhé, để tránh tình trạng như là nâng quá tải, được chưa nào? Và đây là sạc này, hệ thống sạc. Rồi bên này là vị trí đứng lái, và đây là tựa lưng. Bên trên này là các cái hệ thống đèn này, có cả đèn xi nhan, đèn pha và đèn báo hiệu nhé. Hệ thống đèn của chiếc xe này thì được lắp rất là đầy đủ này. Các bạn mua xe này về thì chỉ cần sử dụng thôi, không cần phải làm gì khác, bởi vì tất cả các công đoạn như là bảo dưỡng, sửa chữa hay là thay hay là lắp thêm những cái option nào đó theo ý của các bạn thì TSV đã làm hết cho các bạn rồi. Thì khi nhận xe thì các bạn chỉ việc mang nó vào sử dụng thôi. Hiện tại thì chiếc xe này đang ở showroom trung tâm thương mại Mê Linh Plaza nhé. Các bạn có thể đến trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, địa chỉ là ở thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, hoặc là liên lạc đến số điện thoại 0916929883. Hay có thể truy cập vào website tfv.vn để được xem xe trực tiếp và nhận được báo giá tốt nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.